Mỹ Tây Cơ đưa ra cải cách năng lượng. Tổng thống Mỹ Tây Cơ, ông Enrique Peña Nieto, đã đề nghị một cuộc cải cách sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng sẽ cần phải sửa đổi hiến pháp để cung cấp cho các công ty tư nhân những hợp đồng chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn với mục đích thu hút đầu tư nhằm ngăn cản sự suy giảm sản lượng dầu. Chính phủ cũng sẽ cùng với công ty Pemex cung cấp giấy phép để lọc dầu, vận chuyển và lưu trữ hydrocarbon và các hóa chất dầu. Ông Peña Nieto nói rằng cải cách này sẽ tạo ra năng lượng rẻ hơn cho các gia đình Mỹ Tây Cơ, trong khi chính phủ vẫn duy trì sự kiểm soát tuyệt đối về dầu khí, chỉ chia sẻ với khu vực tư nhân các khâu lọc dầu, vận chuyển và phân phối. Nếu được ban hành, cải cách này sẽ đánh dấu việc mở cửa cho khu vực tư nhân lớn nhất trong nhiều thập niên trong lĩnh vực dầu khí của Mỹ Tây Cơ, đã được quốc hữu hóa vào năm 1938 và được kiểm soát bởi tập đoàn quốc doanh độc quyền Pemex. Chính phủ sẽ gửi đề nghị của mình cho Quốc hội trong tuần này. Cải cách năng lượng là nền tảng của một chương trình cải cách rộng lớn mà ông Peña Nieto hy vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở Mỹ Tây Cơ, nền kinh tế số 2 của châu Mỹ Latin, và phát triển ngành công nghiệp năng lượng của mình để cạnh tranh tốt hơn với lĩnh vực năng lượng đang nổi lên ở Hoa Kỳ và Canada. Theo đề nghị này, nhà nước Mỹ Tây Cơ cũng sẽ nắm quyền kiểm soát việc truyền tải và phân phối điện, hiện đang được kiểm soát bởi tập đoàn quốc doanh độc quyền CFE, song song với tăng cường quyền hạn của cơ quan quản lý điện CRE và Bộ Năng lượng. Nhưng chính phủ sẽ tiếp tục mở lĩnh vực điện năng cho đầu tư tư nhân nhiều hơn. Ông Peña Nieto nhấn mạnh, với cải cách này, công ty Pemex và công ty CFE vẫn là những công ty 100% thuộc sở hữu nhà nước. Cải cách này sẽ giúp cho các công ty này hiện đại hóa để trở thành những công ty hàng đầu và hoàn thành nhiệm vụ của mình là đem lại lợi ích cho xã hội. Dự luật của chính phủ không bao gồm việc cho phép các công ty tư nhân khai thác dầu Mỹ Tây Cơ hay sản xuất. Dự luật này cũng không cho các công ty tư nhân sở hữu dầu và khí đốt của Mỹ Tây Cơ và thay vào đó cung cấp cho họ một phần lợi nhuận. Hiện vẫn chưa rõ cải cách này hấp dẫn như thế nào đối với những công ty dầu như BP. Một số các chuyên gia cho rằng phá vỡ công ty Pemex 75 năm có thể gia tăng gấp đôi đầu tư nước ngoài ở Mỹ Tây Cơ và cải thiện tăng trưởng kinh tế. Điều này có khả năng cung cấp thúc đẩy lớn nhất cho nền kinh tế Mỹ Tây Cơ kể từ khi có Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ cách nay 2 thập niên. Mỹ Tây Cơ có trữ lượng dầu lớn thứ 3 ở châu Mỹ Latin sau Venezuela và Brazil với gần 14 tỷ thùng. Mỹ Tây Cơ cũng có nguồn tài nguyên khí đá phiến có thể lên đến 460.000 tỷ cubic feet.